xin chào tất cả mấy anh em đang cho đăng ký kênh của em và những anh em mà đang xem qua kênh của em á. Dạ vâng, thì như hồi nãy giờ như anh em đã xem á, thì cái quá trình mà em dán cái lọc á và em setup cái lọc á, thì hôm nay thì em sẽ không có nói tới overflow mà em sẽ nói tới cái dàn lọc để cho anh em nắm rõ hơn ha. Tại vì thời gian gần đây có một số anh em cũng khá nhiều anh em cũng chưa có nắm rõ về cái lọc này nè. Cho nên sẵn tiện hôm nay em sẽ làm một clip này để em nói về cái lọc luôn. Nói chung thì kinh nghiệm này thì chỉ riêng cá nhân của em thôi. Còn những anh em nào khác thì tùy theo cái sở thích và cái tài chính túi tiền anh em chơi thôi. Còn như em thì em sẽ setup một cái lọc. Nói chung là hiệu quả nhưng mà vừa túi tiền và tài chính anh em chơi. Còn những cái mà multi hoặc là những cái loại cao cấp khác thì em không có nói. Dạ rồi, đây là một cái lọc của anh khách anh đặt bên em á, thì cái hồ này sử dụng overflow. Đây là cái hộp kỹ thuật overflow của em. Đây anh khách này chơi full, làm full đen và cái máy bơm bao du cho bên em bán 6.000 lít trên giờ và chổi lọc màu xanh và Z-Max và ngăn kế tiếp. Đây là canet, hộp canet và thanh sứ và đá lông vũ. Thì em setup như vậy đó. Thì nói chung á thì em đã xài rồi thì em biết được cái hiệu quả của nó, thì sẵn đây em chia sẻ cho anh em biết luôn. Và em sẽ kết hợp thêm một cái tách phân thô ở đây. Thì những anh em nào đã xem qua kênh của em rồi thì cũng biết cái tách phân thô này của em tự chế á, thì nó có một cái lưới inox 304 này nè, để nó giữ lại những cái phân, khi mà nó phân to phân lớn á, nó nằm trên đây thì mình có dễ dàng vệ sinh được. Và mình sẽ có thể gia cố thêm một cái ngăn ở đây nữa nè. Đó, thì nước sẽ chảy xuống những cái chỗ lọc này thì nó sẽ giữ lại. Rồi bây giờ em sẽ nói sơ về một số chi tiết này, là có một số anh em chưa nắm rõ ha. Là một cái lọc á thì thường anh em báo giá, em báo kích thước á là phủ bì, còn những cái ngăn ở trong đây nè thì do anh em tự chia hoặc là thợ dán thợ chia. Còn riêng cá nhân của em á thì do em đặt vật liệu lọc xong rồi em tính luôn một ô này là bao nhiêu vật liệu lọc thì em chia cho ngăn đó. Đây ví dụ như một ngăn này em xếp được 4 cây thì em chia thành đủ cái ô này 4 cây thôi. Và cái độ hở giữa cái thanh này, thanh đầu tiên này thì em sẽ để hở ở dưới đây từ 2cm cho tới 4cm và nước sẽ lòn qua đây và nó sẽ chảy qua đây. Thì giữa tách hai cái cây này á, thì em sẽ để từ 2 cho tới 4cm, nhưng mà ở đây em sẽ để 2cm vì cái lọc này nó khá là nhỏ nên em sẽ rút ngắn lại để chứa được nhiều vật liệu lọc hơn để cho nước nó được hiệu quả hơn. Còn anh em muốn để bự thì anh em để vừa một tấm Z-Max này là 4cm đó, mình để chính giữa đây nè. Còn em không để đó, để em giữ được nhiều cái diện tích hơn. Và tiếp đến á thì cái ngăn này em thường hay đánh canet. Canet thì để tạo oxy và tạo vi sinh. Thì cái em sẽ tạo một cái dòng cái thanh này nè để cho nước nó đổ xuống để đánh. Và mình sẽ kết hợp thêm một cái máy sủi oxy ở đây cho đánh cho nó tan cái bọt oxy lên. Tiếp đến là anh em sẽ để một tấm Z-Max ở đây để chắn ở đây nè. Em thấy có nhiều anh em mua hàng bên em xong rồi gửi clip cho em coi không có để cái tấm Z-Max đây nè, thì cái hộp này nó chạy luôn tuồn qua những cái ngăn khác thì nó không có đạt hiệu quả của cái gọi là cái ngăn canet này. Anh em phải giữ cho nó nằm gọn ở trong đây và đánh trong đây thôi, chứ đừng để nó lòn qua những cái ngăn khác. Đó, tiếp đến thì mình sẽ qua những cái ngăn thanh sứ này, mình xếp thoải mái thôi, đừng có xếp khích quá, xếp gì vừa thôi thì nó sẽ chảy đều hết mấy cái vật liệu lọc này. Và tiếp đến là cái ngăn đá lông vũ nè, đó thì nó cũng chảy qua đây thôi, nó cũng chảy qua đây lòn đây và tới cái ngăn máy bơm của em. Bơm thì bơm ngược lên hồ xong overflow hút xuống xả xuống ngăn tách phân, nó cứ thế mà nó tuần hoàn. Rồi nói chung á thì cái video clip này á thì nó cũng không có gì mà dài dòng,
em chỉ gói gọn sơ lược về cái cách em làm lọc cho anh em nắm rõ hơn thôi. Tại vì nhiều anh em vô hỏi em, với lại nhiều anh em ở nhà tự dán á, nó có một số thì sai quy cách, là những cái ngăn này chia không đồng đều á, rồi nước và những cái thanh này nè, thanh này nói chung á là sẽ có bốn thanh này, 2, 3, 4, là bốn thanh này nó sẽ bằng nhau, còn những thanh kia thì nó sẽ xếp tầng theo bậc thang xuống, chứ không phải là nó bằng cao hết. Cao hết thì khi mà nước nó dâng lên cao á thì nước nó lâu chảy xuống ngăn bơm, thì ngăn bơm nó sẽ mau thiếu nước hơn. Nó thành ra thì mình sẽ để thành bậc thang nó chảy xuống như nè. Thì riêng cá nhân của em làm cái lọc như nè. Và em cũng đã sử dụng cái hồ của em ở nhà, em cũng nuôi cộng đồng nhiều rồi, cho nên là em chia sẻ cho anh em. Nếu mà anh em thấy hay thì anh em làm theo, còn không anh em làm theo cái ý thích sở thích riêng của anh em cũng được, không sao cả. Còn có tiền thì vô dịch lựa lọc Morgan Sim, hoặc là những cái cao cấp hơn thì cái đó thì không phải bàn tới rồi. Ở đây thì em toàn là đồ bình thường thôi, nhưng mà nó đạt hiệu quả thì em chia sẻ cho anh em. Dạ thôi, cuối clip em cũng không có gì chia sẻ thêm. Cảm ơn anh em cũng đã xem qua video clip này của em. Nếu mà anh em thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh. Em sẽ ra nhiều clip nói về cái lọc và overflow hơn nữa. Dạ. Rồi, em xin chào tất cả anh em á.